Vào cuối thế kỷ thứ 12, tức là sau ngày tử trận của Hariddeva ở Visaya vào năm 1149, quốc vương Campuchia là Jayavarman VII năm 1181 đến năm 1218, muốn trả thù cho sự thất bại này, quyết định xua quân chinh phạt Champa vào năm 1190. 25G. Maspero, 1928, Tia. 157. 26G. Maspero, 1928, Tia. 158. 27G. Maspero, 1928, Tia. 159. 28G. Maspero, 1928, Tia. 159. Sau ngày chiến thắng, vua Jayavarman VII chia vương quốc Champa thành hai khu vực hành chánh riêng biệt. Visaya ở phía bắc đặt dưới quyền cai trị của hoàng tử In, gốc người Champa nhưng là anh rể của vua Campuchia và tiểu vương quốc Panduranga ở miền nam đặt dưới quyền cai trị của hoàng tử Sri Vaidyanandana, gốc người Tamprok Visaya, Bình Định, đã từng lánh nạn ở Campuchia từ 1182. Sri Vaidyanandana lên ngôi ở Panduranga, lấy danh hiệu là Sriavamadeva. Kể từ đây, vương quốc Champa hoàn toàn đặt dưới quyền đô hộ của Campuchia. Vì không chấp nhận sự thống trị Campuchia, một vị hoàng tử xuất thân từ vùng Visaya tên là Rasapeti kêu gọi quần chúng vùng dậy vào năm 1191 truất phế hoàng tử In, anh rể của quốc vương Campuchia. Trước tình hình rối ren này, vua tiểu vương quốc Panduranga là Sriavamadeva 29, với sự hỗ trợ của quân đội Campuchia, tiến quân giải phóng Visaya và giết được Rasapeti tại chiến trường. Một bia kim Mỹ Sơn kể lại rằng, sau ngày chiến thắng, Sriavamadeva gạt bỏ vai trò Campuchia trong trận chiến này, tự tôn vinh mình là quốc vương tối cao Champa 30, quyết định năm 1192 sáp nhập hai tiểu vương quốc Visaya và Panduranga thành một liên bang Champa như trước 31. Để trả lời cho thái độ này, vua Campuchia là Jayavarman VII gửi một đoàn quân hùng mạnh sang Visaya vào năm 1193 để chinh phạt vua Sriavamadeva. Mãi cho đến năm 1203, thủ đô Visaya mới bị thất thủ và vua Sriavamadeva chạy sang Đại Việt để lánh nạn 32. Cũng trong giai đoạn này, vấn đề Panduranga lại xuất hiện một lần nữa trong tư liệu Linh Oai Tai Ta của Trung Hoa viết vào năm 1178. Tư liệu này kể rằng tại miền Nam, 29 bia ký Mỹ Sơn 92BL, Phinot, 1904, Tia, 967 và 970, 30 bia ký Mỹ Sơn L, Phinot, 1904, Tia, 967 và 970, xem thêm G, Maspero, 1928, Tia, 165 và G. Cơ-ý, 1964, Tia. 313, 31 bia ký Mỹ Sơn G. Maspero, 1928, Tia. 166, 32 G. Maspero, 1928, Tia. 166. Champa có hai tiểu vương quốc. Pin Tòng Long Phan Giang, và Pin Tô Linh Phan Dí. Chính ở Pin Tô Linh Phan Dí, là nơi ngự trị Jajagriha, của vua chúa tiểu vương quốc ở miền nam Champa 33. 3. Sự ra đời của biên niên sử Panduranga thế kỷ 13. Chính sách thống nhất liên bang Champa do hoàng tử gốc Panduranga là Sriavamadeva thực hiện vào năm 1192 và sự thất trận của ngài trước đoàn quân Campuchia vào năm 1203, kéo theo sự lánh nạn của ngài bên xứ Đại Việt cũng vào năm đó, đã đánh dấu cho sự ngưng chiến binh đao giữa Visaya ở miền Bắc và Panduranga ở miền Nam. Đây là biến cố quan trọng đáng chú ý. Vì chính vào thời kỳ đó mà biên niên sử Sakarai Dakjai Patau viết bằng tiếng Cham nói đến vị vua đầu tiên của Panduranga tên là Sri Agarang lên ngôi vào năm 1193 hay năm 1205 tùy theo dị bản.
Sự xuất hiện của Sriagarang vào năm 1193 hay 1205 trong biên niên sử viết bằng tiếng Chăm ở miền Nam có sự liên hệ trực tiếp hay không với sự ngưng chiến binh đao giữa hai miền Nam Bắc Champa? Đây là câu hỏi mà không ai có thể trả lời được. Tuy nhiên chúng ta có thể ghi nhận rằng biên niên sử viết bằng tiếng Chăm Sakarai Dakzai Patao là tư liệu lịch sử duy nhất cung cấp cho chúng ta nhiều tin tức hiếm có của một tiểu vương quốc ở miền Nam. Điều mà không ai phủ nhận được đó là biên niên sử này cho biết danh sách đầy đủ những vị vua chấp chính ở Panduranga từ triều đại Sriagarang, năm 1193 đến năm 1235 hoặc là năm 1205 đến năm 1247 cho đến năm 1822, mà đa số chi tiết cũng được. 33 theo P. Pelius 1903, Tia. 169 và Tio theo Pinto Ong Long còn gọi là Pinto Linh. Nhưng P. Pelius đưa ra một giả thuyết khác cho rằng Pinto Ong Long ám chỉ cho khu vực Panrang, Phan Giang, và Pinto Linh ám chỉ cho Parik, Phan Dí, tức là hai khu vực nằm trong tiểu vương quốc Panduranga. Xác nhận trong biên niên sử Việt Nam và các ký sự của thương thuyền Âu Châu 34. Biên niên sử viết bằng tiếng Chăm Sakarai Dakzai Patao chia làm hai phần. Phần đầu nói về vua Huyền Sử và phần hai nói về quốc vương trị vì ở miền Nam Champa. Đây là danh sách 5 vị vua Huyền Sử và 33 quốc vương Panduranga trị vì từ năm 1193 hay 1205 cho đến năm 1822 được ghi lại trong biên niên sử viết bằng tiếng Chăm hiện đại. Vua Huyền Sử Patao Enka 1. Po Ulua. 2. Po Binasua. 3. Po Piutik. 4. Po Sulika. 5. Po Klaonggarai. Quốc vương trị vì ở Panduranga triều đại Sriagarang. 1. Sriagarang. Lên ngôi năm Sửu năm 1193 năm 1235 chấm dứt năm Ngọ năm 1205 năm 1247 đóng đô ở Ban Hengwiu. 2. Cây Anak, con của vua Sriagarang, lên ngôi năm Mùi, năm 1235 năm 1269 chấm dứt năm Tỵ, năm 1247 năm 1281 đóng đô ở Ban Angay. Triều đại Po Dobatazua 34 xem biên niên sử Panduranga Po Dama, 1978. 3. Po Dobatazua. Lên ngôi năm Tỵ năm 1269 năm 1294 chấm dứt năm Ngọ năm 1281 năm 1306 đóng đô ở Ban Angay. 4. Po Pataswa. Em của vua Po Dobatazua ở lên ngôi năm Ngọ năm 1294 năm 1316 chấm dứt năm Thìn năm 1306 năm 1328 đóng đô ở Ban Angay. 5. Po Binasua. Em của vua Po Pataswa, lên ngôi năm Thìn năm 1316 năm 1361 chấm dứt năm Sửu năm 1328 năm 1373 đóng đô ở Ban Angay. Triều đại Po Parikan. 6. Po Parikan. Lên ngôi năm Sửu năm 1361 năm 1385 chấm dứt năm Sửu năm 1373 năm 1397 đóng đô ở Ban Angay. Thời kỳ gián đoạn ngôi vua từ năm Sửu năm 1385 đến năm 1421 đến năm Sửu năm 1397 đến năm 1433. 7. Po Kasik. Con của vua Po Parikan. Lên ngôi năm Sửu năm 1421 năm 1448 chấm dứt năm Thìn năm 1433 năm 1460 đóng đô ở Ban Bát Si Nâng. 8. Po Cabra. Con vua Po Kasit lên ngôi năm Thìn năm 1448 năm 1482 chấm dứt năm Dần năm 1460 năm 1494 đóng đô ở Ban Bát Si Nâng. 9. Po Kirby. Em của vua Po Cabra, lên ngôi năm Dần năm 1482 năm 1578 chấm dứt năm Dần năm 1494 năm 1530 đóng đô ở Ban Bát Si Nâng. 10.
Po Karunrak, em của vua Po Kirby, lên ngôi năm Dần năm 1518 năm 1524 chấm dứt năm Thân, năm 1530 đến năm 1536, đóng đô ở Ban Bát Sinang. Triều đại Po Mahorasak. 11. Po Mahorasak. Lên ngôi năm Thân, năm 1524 năm 1529 chấm dứt năm Sửu, năm 1536 năm 1541, đóng đô ở Biu Ban Bát Sinang. 12. Po Kunarai. Em của vua Po Mahorasak, lên ngôi năm Sửu năm 1529 năm 1541 chấm dứt năm Sửu, năm 1541 năm 1553, đóng đô ở ngoài Biu Ban Bát Sinang. 13. Po S. Cháu của vua Po Kunarai, lên ngôi năm Sửu năm 1541 năm 1567 chấm dứt năm Mẹo, năm 1553 năm 1579, đóng đô ở ngoài Biu Ban Bát Sinang. Triều đại Po Klaong Halau. 14. Po Klaong Halau. Lên ngôi năm Mẹo năm 1567 năm 1591 chấm dứt năm Mẹo, năm 1579 năm 1603, đóng đô ở Ban Pangdarang. 15. Po Nit. Con của vua Po Klaong Halau, lên ngôi năm Mẹo năm 1591 năm 1601 chấm dứt năm Sửu, năm 1603 năm 1613, đóng đô ở Ban Pangdarang. 16. Po Jaiparan. Em của vua Po Nit, lên ngôi năm Sửu năm 1601 năm 1606 chấm dứt năm Ngọ, năm 1613 năm 1618, đóng đô ở Ban Pangdarang. 17. Po Ai Khang. Con của vua Po Jaiparan, đóng đô ở Ban Pangdarang. Dị bản thứ nhất cho rằng Po Ai Khang lên ngôi năm Sửu chấm dứt năm Tuất, năm 1613 đến năm 1622. Dị bản thứ hai cho rằng ngài lên ngôi năm Ngọ chấm dứt năm Tuất, năm 1618 đến năm 1622. Triều đại Po Mhat Taha. 18. Po Mhat Taha. Lên ngôi năm Tuất chấm dứt năm Mẹo, năm 1622 đến năm 1627, đóng đô ở Ban Pangdarang. 19. Po Rome. Con rể của vua Po Mhat Taha, lên ngôi năm Mẹo chấm dứt năm Mẹo, năm 1627 đến năm 1651, đóng đô ở Ban Pangdarang. 20. Po Nop. Em của vua Po Rome, lên ngôi năm Thìn chấm dứt năm Tỵ, năm 1652 đến năm 1653, đóng đô ở Ban Pangdarang. 21. Po Phikayaradeipago. Con rể của vua Po Rome, lên ngôi năm Ngọ chấm dứt năm Dậu, năm 1654 đến năm 1657, nhận tấn phong của chúa Nguyễn, đóng đô ở Ban Pangdarang. 22. Po Jatama. Con rể của vua Po Phikayaradeipago, lên ngôi năm Dậu chấm dứt năm Hợi, năm 1657 đến năm 1659, được nhà Nguyễn phong chức đô đốc đại tướng quân Endo Endao, Endai, Tàn Quan, đóng đô ở Ban Pangdarang. 23. Po Sao. Con của vua Po Phikayaradeipago, nhận tấn phong của chúa Nguyễn năm Mùi, 1655. Lên ngôi năm Tý chấm dứt năm Thân, năm 1660 đến năm 1692, đóng đô ở Ban Pangdarang. Thời kỳ gián đoạn ngôi vua từ năm Thân đến năm Hợi, năm 1692 đến năm 1695. 24. Po Sakayaradeipati. Em của vua Po Sao, nhận tấn phong của chúa Nguyễn năm Hợi, 1695. Lên ngôi năm Tý đến năm Mùi, năm 1696 đến năm 1727, đóng đô ở Ban Pangdarang. 25. Po Ginupiuti. Cháu của vua Po Sakayaradeipati, nhận tấn phong của chúa Nguyễn, lên ngôi năm Thân đến năm Tuất năm 1728 đến năm 1731, đóng đô ở Ban Pangdarang. 26. Po Thattiradapoti. Con của Po Sao,
lên ngôi năm Hợi đến năm Tý, năm 1731 đến năm 1732. Được chúa Nguyễn phong chức khám lý binh, kham lích em binh, đóng đô ở ban Pandarang. 27. Po Ratiray Day Piutao, cháu của vua Po Sakayaray Day Pati, nhận tấn phong của chúa Nguyễn vào năm Tý, 1732. Lên ngôi năm Mẹo đến năm Mùi, năm 1735 đến năm 1763, đóng đô ở ban Pandarang. 28. Po Tisandimarai, lai lịch dòng tộc không được rõ. Lên ngôi năm Mùi đến năm Dậu, năm 1763 đến năm 1765. Được chúa Nguyễn phong chức cai binh cai bết em bin. 29. Po Tisantiray Day Pago, con của Po Thattiray Dapoti, nhận tấn phong của chúa Nguyễn năm Dậu, 1765. Lên ngôi năm Tý đến năm Tý, năm 1768 đến năm 1780, đóng đô ở ban Pandarang. 30. Po Tisantirayapuran, không cùng dòng họ với Po Mahatuha, được tấn phong chức đại quan Praong, vào năm Tý, 1780. Năm Sửu, 1781, Po Tisantirayapuran trốn ra khỏi đô để đi lánh nạn ở nơi khác. 31. Po Kaybray, con của vua Po Tisantiray Day Pago, được Nguyễn Nhạc Tây Sơn phong chức trưởng cơ Cheng, vào năm Mẹo đến năm Ngọ, năm 1783 đến năm 1786. 32. Po Tisantirayapuran, dị bản thứ nhất cho rằng năm Ngọ 1786, Nguyễn Nhạc phong chức trưởng cơ cho Po Tisantirayapuran, người đã trốn ra khỏi thủ đô vào năm 1781, lên làm vua cho đến năm Sửu 1793, ngài bị bắt đưa vào Đồng Nai. Dị bản thứ hai cho rằng năm Ngọ 1786, Nguyễn Nhạc phong chức trưởng cơ cho thân phụ của Po Kaybray là Po Tisanday Pago lên làm vua đến năm Sửu 1793, ngài bị bắt đưa vào Đồng Nai. Đây là sự nhầm lẫn của người sao chép lại. Triều đại của quan lại thông thường. 33. Po Lathuan Petu, xuất thân từ gia đình quan lại thông thường, lên ngôi năm Sửu đến năm Mùi, năm 1793 đến năm 1799. Nhận tấn phong với chức trưởng cơ Cheng, đóng đô ở ban Pandarang. 34. Po Saong Nhung Sien, xuất thân từ gia đình quan lại thông thường, nhận tấn phong với chức trưởng cơ Sien Ke, vào năm Mùi, 1799, đến năm Ngọ, 1822, đóng đô ở ban Pandarang. Nội dung của biên niên sử này đã minh chứng rằng Panduranga là một tiểu vương quốc có một cơ cấu chính trị riêng, một thể chế hành chánh riêng và một quy chế riêng về quyền nối ngôi vua. Sau cùng, tư liệu này cũng cho thấy các vua chúa ở Panduranga kể từ cuối thế kỷ thứ 12 hay đầu thế kỷ thứ 13 không phải là nhân vật xuất thân từ dòng tộc cây cau Pramula, như trước nữa, nhưng phát xuất từ lai lịch của năm vị thần huyền sử, Po Ulua, Po Binasua, Po Piutik, Po Sulika, Po Klaonggarai mà dân tộc Cham vẫn còn tôn thờ trong các nghi lễ dân gian ở Panduranga hôm nay 35. Sự hiện diện của Po Ulua trong biên niên sử đã gây ra bao tranh luận trong giới khoa học. Nguyên nhân tại sao Po Ulua, đấng tối cao của Hồi giáo, được liệt vào danh sách của các vị thần huyền sử ở Panduranga, thậm chí biên niên sử này còn gán cho Po Ulua là nhân vật đứng đầu trong danh sách. Để trả lời cho câu hỏi này, các nhà sử gia đưa ra hàng loạt lý thuyết tựu chung chỉ nhằm giải thích về sự du nhập Hồi giáo vào vương quốc Champa vào cuối thế kỷ thứ 12 hay đầu thế kỷ thứ 13. Đây là lý thuyết không thuyết phục cho lắm, vì nhiều công trình nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng Hồi giáo chỉ bắt đầu du nhập vào Champa và các quốc gia Mã Lai đa đảo Indonesia, Mã Lai, Phi Luật Tân vào thế kỷ thứ 16 mà thôi. Trước thế kỷ thứ 16, khu vực Đông Nam Á vẫn còn mang ảnh hưởng nặng nề của nền văn minh Ấn giáo. Có chăng sự hiện diện của Po Ulua trong biên niên sử tiếng Cham chỉ được thêm vào ở thời kỳ cận đại mà thôi, có nghĩa là vào lúc vương quốc Panduranga, cũng như các nước Mã Lai đa đảo, bắt đầu thu nhận một nền văn minh mới, đó là văn minh Hồi giáo vào thế kỷ thứ 16. Ai cũng biết,
Sự hiện hữu của năm vị vua huyền sử trong biên niên sử viết bằng tiếng chăm chỉ nhằm hợp thức hóa quyền lực của các vua chúa Panduranga ở miền nam này, một dòng tộc xuất thân từ năm nhân vật siêu hình. Một khi tự xác nhận mình xuất thân từ năm thiên thần huyền sử, Po-Oa, Po-Binasur, Po-Piutik, Po-Sulika, Po-Klaongarai, các vua chúa Panduranga tự tôn vinh mình là thiên tử mang một chức danh rất uy nghiêm, Po-Pachai hay Ganre-Pachai, hoàng thượng. 35 xem biên niên sử Panduranga Po-Dhamma, 1978. Văn chương tự tôn vinh mình có cùng nguồn gốc với thiên thần huyền sử không phải là một trường hợp đặc biệt ở tiểu vương quốc Panduranga. Vì rằng, các vua chúa liên bang Champa ở miền Bắc cũng thường cho họ là những quốc vương có cùng nguồn gốc tổ tiên với các thiên thần như Visichasagara và Bhrigu mà nhiều bia ký thường nhắc đến 36. Bước vào thềm thế kỷ thứ 13, tức là vào năm 1203 đánh dấu cho sự chấm dứt chiến tranh Nam Bắc tại vương quốc Champa. Cũng vào đầu thế kỷ thứ 13 này, tiểu vương quốc Panduranga đưa ra vị quốc vương đầu tiên Sri Agarang trong biên niên sử của mình. Có chăng đây là sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên giữa hai biến cố? Thêm vào đó, biên niên sử này chỉ đề cập đến các quốc vương trị vì tại tiểu vương quốc Panduranga mà thôi. Tất cả tên gọi của quốc vương có tên trong biên niên sử viết bằng tiếng Cham đều khởi đầu với tôn chức Po, như Po Mahataha, Po Rome, V.V., một danh xưng chỉ dùng duy nhất ở tiểu vương quốc Panduranga. Tất cả địa danh như Ban Sribanay, Ban Hengwiu, Ban Bathinang, Ban Angay, Ban Pandarang đều là tên thủ đô nằm trong khu vực Panduranga chạy dài từ Harekka Harekday, Phú Yên, đến biên giới Sài Gòn. Dựa vào những dữ kiện này, chúng tôi đưa ra kết luận rằng kể từ thế kỷ thứ 13, xứ Panduranga tách hẳn ra khỏi sự lệ thuộc chính trị của thủ đô Visaya ở miền Bắc 37. Đây cũng là một chính sách nhằm xóa bỏ vết thương tương tàn do chiến tranh Nam Bắc đã gây ra từ mấy thế kỷ qua. Mặc dù đã xây dựng cho mình quyền tự quyết và tự trị, nhưng Panduranga không muốn tách rời ra khỏi liên bang Champa. Mục tiêu đấu tranh của xứ Panduranga chỉ nhằm yêu cầu vua chúa Champa công nhận Panduranga là một tiểu vương quốc nằm trong liên bang. 36 bia ký Po Nagar Nha Trang và Đồng Dương xem A. Beggen 1888, Tia. 80 G. Maspero, 1928, Tia. 43. 37 theo tài liệu Trung Hoa. Panduranga đôi lúc cũng phục tùng tiểu vương quốc Visaya xem P. Pelius, 1903, Tia. 649-650. Champa, chứ không phải là một tỉnh hay một quận của vương quốc Champa. IV, tình hình Champa năm 1471 đến năm 1653. Cuộc nam tiến của nhà Nguyễn. Sau khi xâm chiếm dần dần đất đai nằm về phía bắc của Champa chạy dài từ mũi Hoành Sơn Quảng Bình cho đến đèo Hải Vân, phía Nam Huế, năm 1471 Vương quốc Đại Việt quyết định thôn tính phần đất còn lại của Champa để sáp nhập vào lãnh thổ của mình. Theo biên niên sử Việt Nam ghi lại, vào tháng 3 năm Tân Mão 1471, vua Lê Thánh Tông xua quân tấn công thủ đô Visaya, đồ bàn bắt được vua Champa là Trà Toàn. Chiếm đoạt những ấn tín hoàng gia cũng như cái hộp bằng bạc hình lưỡi kiếm mà vua chúa Champa thường truyền lại cho nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sau ngày chiến thắng này, vua Lê Thánh Tông ra lệnh tiến quân đến núi Thạch Bi Phú Yên, đối diện với mũi Vareya, Bắc Nha Trang, nơi mà vua Đại Việt cho xây một cột phân chia ranh giới giữa Đại Việt và Champa vào năm 1471. Tuy nhiên các biên niên sử Việt Nam xác nhận rằng Đại Việt vào thời điểm đó chỉ kiểm soát đất đai Champa chạy dài từ đèo Hải Vân, phía Nam Huế, đến đèo Cù Mông ở phía Bắc Phú Yên mà thôi, vì khu vực giữa đèo Cù Mông và núi Thạch Bi chưa nằm trong quyền kiểm soát của Đại Việt 38. Sự sụp đổ của vương quốc Visaya đã đưa Champa vào một khúc quanh mới. Kể từ đó, vương quốc này bị thu hẹp lại trên lãnh thổ của Kothara và Panduranga có biên giới chung với Đại Việt ở đèo Cù Mông, phía Bắc Phú Yên. Vì rằng, sau ngày thất thủ thành Đồ Bàn, vua Lê Thánh Tông biến khu vực. 38 The VSKTT, tập 3, TA. 233, DDC, 1966, TA.
100, S.D. B.D. 1972, T.A. 201 đến 202, LTSCLC, tập 1, quyển thủ, T.A. 361, P.D.D.C., T.A. 92 đến 93, P.B.T.L., quyển Y, T.A. 57, xem thêm S.V.G.T.N.B., T.A. 259, G. Maspero, 1928, T.A. 236. Vizaya thành một tỉnh của Đại Việt gọi là Quảng Nam, vào tháng 6 năm Tân Mão 147139. Bố chỉ trì lánh nạn ở Panduranga. Sau ngày thất thủ của Vizaya, biên niên sử Việt Nam 40 cho biết có một vị quan đại thần quân sự của liên bang Champa tên bố chỉ chạy vào Phan Lung, Phan Giang, lánh nạn vào ngày mùng 1 tháng 3 năm Tân Mão 1471. Vị quan quân sự này chiếm lấy 1/5 của đất đai Champa còn lại để trị vì. Cũng theo biên niên sử Việt Nam, giữa ngày mùng 1 và mùng 7 tháng 3 năm Tân Mão 1471, bố chỉ yêu cầu vua Lê Thánh Tông, lúc bấy giờ vẫn còn ở Vizaya, tấn phong cho mình. Lê Thánh Tông chấp nhận lời yêu cầu của bố chỉ, nhưng quyết định phân chia lãnh thổ Champa còn lại thành hai vương quốc chư hầu khác, đó là nước Nam Bản 41 và nước Hoa Anh 42. Đơn thỉnh nguyện tấn phong của bố chỉ cũng được ghi nhận trong tác phẩm Minh Chế của Trung Hoa 43. Sau khi chiếm cứ Vizaya vào năm 1471, tài liệu Minh Tre cho biết, vì 39 The BTLCB, tập 1, quyển 9, TA 219, PBTL, TA 214, PDDC, TA 15, DNNTC, quyển 10 đến 11, LTSCLC, tập 1, quyển thủ, TA 361, DDC, TA 140, DVS, KTT, tập 3, TA 237, PBTL, quyển 1, TA 3 đến 32. Xem thêm Lê Thanh Khoi, 1955, TA 230, G. Boyslayer, 1963, TA 373. 41 biên niên sử Việt Nam nêu ra tên gọi Nam Bản lần đầu tiên vào năm 1471. Vào thế kỷ thứ XVIC, biên niên sử này cho rằng Nam Bản là vương quốc nằm ở phía tây Phú Yên và Quảng Nam, nơi ngự trị vua Thủy Xá và Hỏa Xá. Ai cũng biết vua Hỏa Xá Patao Apuay cư ngụ ở khu vực Treo Reo và vua Thủy Xá Patao Aya ở khu vực Đắk Lắk. Đây là khu vực thuộc vùng Tây Nguyên nơi vẫn còn hiện hữu những đền tháp Champa. 42 Hoa Nam chỉ xuất hiện một lần trong tư liệu Việt Nam vào năm 1471. Cao Huy Chú và Đào Duy Anh tác giả bản dịch sang quốc ngữ của DVSKTT, tập 3, TA 357, chú thích số 147 đưa ra giả thuyết cho rằng Hoa Nam là vương quốc nằm giữa đèo Cù Mông và núi Thạch Bi. 43 P. Pelliot, 1903, TA 651 đến 652. Sợ có sự phản ứng của Hoàng đế Trung Hoa, vua Đại Việt chịu tấn phong cho Tơ Chai Yamafungan mà sử gia G. Maspero nghĩ rằng có thể là tên của bố chỉ. Cũng theo Minh Chế, Đại Việt chỉ chấp nhận cho bố chỉ quyền kiểm soát trên 5 vùng đất đai từ Pantulang Panduranga đến biên giới Chan La của Campuchia, trong khi đó, vương quốc Champa xưa kia có đến 27 vùng chia làm 4 phủ chính, 1 phủ phụ và 22 quận. Những biên niên sử Việt Nam 44 cũng xác định rằng sau năm 1471, lãnh thổ của vương quốc Chiêm Thành Champa trải dài từ khu vực Phú Yên đến Phan Thiết. Hơn thế nữa, sau thế kỷ thứ 15, biên niên sử của Panduranga cũng công nhận rằng lãnh thổ của vương quốc Champa thời đó chạy dài từ Harekka Harekday, Phú Yên cho đến biên giới Sài Gòn, Baigao. Những dữ kiện vừa nêu ra đã chứng minh một cách cụ thể là sau ngày thất thủ Vizaya, đồ bàn vương quốc Champa bị thu hẹp lại trong khu vực Panduranga tập trung 6 vùng, Ayazu, Phú Yên, Aya Trang, Khánh Hòa, Panrang, Phan Giang, Kraong, Long Hương, Parik, Phan Dí, và Pahai, Phố Hải.
Sau ngày thất thủ của Vijaya, đồ bản biên niên sử Việt Nam không còn nhắc đến vương quốc Champa gần một thế kỷ. Ngược lại, quyền Minh chế 45 cho rằng Trung Hoa vẫn tiếp tục trao đổi phái đoàn ngoại giao với Champa vào năm 1478, chấp nhận tấn phong cho hoàng tử Tơ Chai Yamangan, Bố Chỉ Chỉ. Giữa năm 1478 và 1505, và tấn phong thêm cho đứa con của Tơ Chai Yamangan vào năm 1515. Minh chế cũng cho biết Trung Hoa cũng tiếp tục trao đổi đại sứ với Champa vào năm 1543. Đó là những thông tin cuối cùng mà nguồn tư liệu Trung Hoa nói về vương quốc Champa. 44 DVS KTT, tập 3, TA. 239, PBTL, tập 1, TA. 3-32. Xem thêm sử học bí khảo được trích dần bởi Nguyễn Lê Thị, 1978, TA. 110, 45 G. Maspero, 1928, TA. 241, Lê Thanh Khoi, 1955, TA. 265, G. Boyslayer, 1963, TA. 373. Sự thất thủ Ayazu Phú Yên, vào năm 1611. Ngày từ trần của vị vua chiến thắng ở Vijaya là Lê Thánh Tông vào năm 1497 đánh dấu sự bùng nổ chiến tranh giữa vua Lê và chúa Trịnh, sau đó giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Lợi dụng tình hình xáo trộn này, năm 1578 vương quốc Champa xua quân tấn công lãnh thổ của chúa Nguyễn, chiếm đóng thành hồ tọa lạc ngay trên bờ sông Đà Rằng, khu vực Phú Yên, 46. Không biết chúa Nguyễn Hoàng có phản ứng gì về cuộc tấn công này. Nếu biên niên sử Việt Nam không ghi lại cuộc chiến vào năm 1578, thì ngược lại tư liệu này cho biết chúa Nguyễn có gửi một đại sứ đến Champa vào năm 1602, thể theo lời yêu cầu của vương quốc này, nhằm thương thuyết về hiệp ước, liên minh chính trị, với nhà Nguyễn. Vào năm 1606, nhà truyền giáo T. Cầm Pan 47 có tham dự buổi lễ do vương quốc Champa tổ chức cho rằng hòn núi Vareya, phía bắc Nha Trang, vẫn thuộc quyền cai trị của Champa và hòn núi này là ranh giới giữa Champa và lãnh thổ của chúa Nguyễn ở phía bắc. Cũng trong thời điểm này, biên niên sử viết bằng tiếng Cham cho rằng Ponit lên ngôi vào năm 1603 và đóng đô ở Ban Pangdarang, nhưng không biết nằm ở đâu. Ngược lại tư liệu Âu Châu 48 ghi rằng giữa năm 1604 và 1607, thủ đô của Champa nằm trong khu vực ở phía bắc vĩ tuyến 11. Nếu tin tức này có phần chính xác, thì thủ đô Ban Pangdarang vào năm 1604 và 1607 phải nằm trong khu vực Phan Giang. Vào đầu thế kỷ 17, chiến tranh giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn đã lên đến mức độ tột đỉnh, không cho phép nhà. 46 DNNTC, tấp 10-11, TA. 99, xem thêm Phan Khoang, 1969, TA. 162. Nguyễn Đình Diệm, TA. 239, Phạm Văn Sơn, 3, 1959, TA. 468, CS, Maybon, 1920, TA. 16. 47 T, Cầm Pan, tập 1, TA. 306, 48 P, Y Dài, Mangwin, 1981, TA. 262. Nguyễn mở mang đất đai của mình sang phía Bắc được, nên chúa Nguyễn chỉ còn cách mở rộng lãnh thổ của mình tiến về phía Nam. Thế là chính sách Nam Tiến bắt đầu đi vào một giai đoạn mới và biến Champa thành một nạn nhân thường trực của chính sách mở rộng đất đai của nhà Nguyễn về phía Nam kể từ đầu thế kỷ thứ 17. Theo biên niên sử Việt Nam 49, lợi dụng sự quấy phá biên giới Quảng Nam của đoàn quân Champa, dưới thời Ponit, vào năm 1611, chúa Nguyễn gửi chủ sự tên là Văn Phong xua quân chiếm lãnh thổ Champa từ đèo Cù Mông đến hòn đá Thạch Bi và biến khu vực này thành một phủ gọi là Phủ Phú Yên. Cũng theo biên niên sử Việt Nam 50, vào năm 1629, dân chúng Champa trong khu vực Phú Yên vùng dậy chống lại sự xâm lăng của chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên ra lệnh dẹp tan cuộc khởi nghĩa này,
quyết định thay đổi phủ Phú Yên thành dinh chấn biên và rời biên giới phía nam của mình đến mũi Vareya, phía bắc Nha Trang. Sau 1611, Vương quốc Champa không còn phương cách nào để chiếm lại khu vực Phú Yên của mình đã mất. Vì rằng chúa Nguyễn bắt đầu áp dụng công khai một yêu sách chính trị mà Phan Khoang 51 gọi là chính sách thực dân colonization để khai khẩn đất đai đã chiếm đóng. Kể từ đó, chúa Nguyễn ra lệnh gửi đến khu vực Phú Yên hơn 30.000 tù binh của chúa Trịnh nhằm xây dựng nhiều làng mạc mới và khai hoang tối đa các đất đai trong khu vực này. Sự kiện này được A. De Rose xác nhận khi ông đến Ran Ran, Phú Yên, vào năm 1640. Theo ông A. De Rose, Phú Yên đã bị lọt vào tay của nhà Nguyễn, nhưng phía nam của Phú Yên vẫn là đất đai thuộc Vương quốc Champa. Cũng trên bản đồ mà ông xuất. 49 The NTLTB, tập 1, TA. 42-43, The NNTC, quyền 10-11, TA. 7, SVGTNB, TA. 285, VSY, TA. 405, xem thêm Le Thanh Khoi, 1955, TA. 265, Trần Trọng Kim, 1971, TA. 79, Phạm Đình Khiêm, 1960, TA. 85, Phạm Văn Sơn, 2, 1959, TA. 293, Dorohiem và Dohamit, 1965, TA. 101, 50 DNNTC, quyền 10-11, TA. 7, xem thêm Phạm Đình Khiêm, 1960, TA. 55, Phan Khoang, 1969, TA. 386, 51 Phan Khoang, 1969, TA. 386. Bản năm 1640, Vương quốc Champa, có biên giới phía bắc nằm giữa xứ Ran Ran, Phú Yên, và mũi Vareya, phía bắc Nha Trang. Bản đồ của A. De Rose 52 không phải là tài liệu đầu tiên nói đến sự hiện hữu của Champa, vì rằng vương quốc này cũng được các thương thuyền phương Tây đề cập đến từ năm 1529. Sự kiện này đã chứng minh rằng vương quốc Champa vẫn còn hiện hữu ở phía nam biên giới của nhà Nguyễn sau ngày thất thủ Vijaya, đồ bản vào năm 147-153. Cũng trong thời điểm đó, thương thuyền Hòa Lan có dịp tiếp kiến với vua Champa vào năm 1644 tại Cà Ná, mũi Pandarang, nơi mà vua Champa đang mở cuộc săn bắn. Qua sự tiếp kiến này, vua Champa, có lẽ là Porome, năm 1627 đến năm 1651 chấp nhận cho thương thuyền Hòa Lan được tự do buôn bán tại vương quốc Champa, với điều kiện là Hòa Lan không tấn công người Bồ Đào Nha ở các hải cảng đặt dưới quyền kiểm soát của vương quốc này năm 54. Nhà Nguyễn xâm chiếm Kothara vào năm 1653. Vào năm 1653, tức là 9 năm sau sự viếng thăm của thương thuyền Hòa Lan, vua Champa tên là Bà Tấm, có lẽ là Ponop năm 1652 đến năm 1654-55 giấy binh để chiếm lại Phú Yên mà biên niên sử Việt Nam đã ghi lại 56. Để trả lời cho sự quấy phá. 52H, Chapoli, tập 2, 1948, TA. 26-53 bản đồ của thương thuyền Âu Châu, Diogo Ribeiro, 1529, Anonym. Gaspar Viegas, 1537, Anonym, Bartolomeu Vohou, 1560, Anonym, Livro da Marinharia, 1560, Fernão Vaz Dourado, 1590, Petrus Plancius, năm 1592 đến năm 1594, João Teixeira, 1649. Muốn biết thêm chi tiết về bản đồ này, xem P. M. Manguin, 1972. 54 Winkle, 1822, TA. 498-499. Xem thêm Podama, 1978, TA. 129. 55 tư liệu Việt Nam còn gọi bà Tâm, bà Bật, bà Thâm, bà Chiêng, bà Chanh. Xem Trương Bá Phát, 1970, TA.
105, Bửu Cầm, 1958, TIA. 246, DNNTC, quyển 10-11, TIA. 60, 56 DNNTC, quyển 10-11, TIA. 60-61, PBTL, quyển 1, TIA. 83, LTSCLC, quyển 1, TIA. 110-112, DNNTC, quyển 12, TIA. 7, xem thêm Phan Khoang, 1969, 388, Nguyễn Đình Diệm, 1970, TIA. 239, Trần Trọng. Này, Chúa Nguyễn Phúc Tần chỉ thị cho Hùng Lộc xua quân chinh phạt Champa. 3.000 quân lính của nhà Nguyễn vượt đèo Hồ Dương, tấn công Champa và bắt được vua bà Tấm, Ponop, trước mắt của nhà truyền giáo Di. Tissanier 57. Trong ký sự của mình, ông Di. Tissanier ghi rằng, sau trận chiến này, quân chúa Nguyễn bắt vua bà Tấm nhốt trong một cái giỏ bằng sắt. Vì không chịu đựng được sự nhục nhã ấy, bà Tấm Ponop tự chuốt lấy cái chết bằng chính bàn tay của mình. Cũng vào năm ấy, Biên Niên Sử Việt Nam cho biết sau khi bắt được vua Champa, Nguyễn Phúc Tần ra lệnh tiến quân đến sông Dinh, Phan Giang, và có ý định lấy sông Dinh này làm ranh giới phía nam của mình. Theo A. De Rood 58, vào năm 1653, biên giới lãnh thổ của chúa Nguyễn và Champa không phải nằm ở sông Dinh, Phan Giang, nhưng ở vĩ tuyến 12, tức là ở vùng Cam Ranh. Theo chúng tôi, tin tức do A. De Rood cung cấp rất có lý. Vì rằng sau sự thất bại của Champa vào năm 1653, chúa Nguyễn chỉ chiếm khu vực Kothara, Nha Trang và biến xứ này thành hai phủ của nhà Nguyễn, đó là Thái Khang và Diên Khánh 59. Ai cũng biết, thủ đô Ban Pandarang của Champa vào năm 1653 nằm trong khu vực Phan Giang. Sự thất thủ của Kothara, Khánh Hòa, vào năm 1653 đã trở thành một mối đe dọa trầm trọng cho vấn đề phòng thủ của thủ đô Ban Pandarang. Chính vì thế, quốc vương Champa quyết định rời thủ đô này về phía nam. Ngược lại, các thương thuyền phương Tây 60 xác nhận rằng kể từ hậu bán thế kỷ thứ 17, thủ đô của vương quốc Champa tọa lạc tại Phan Dí. Kim, tập 2, 1971, TIA 79, Phạm Văn Sơn, 1959, TIA 293, Trương Bá Phát, 1970, TIA 105, Minh Lạc, 1973, TIA 40, 57, lời tường thuật của Linh Mục Joseph Tissanier vào năm 1658 năm 1660, chương 5, TIA 176, 58H. Chapoli, tập 1, TIA 959 DNNTC, quyển 10-11. 60E, Duran, 1905, TIA 382-386 P. Y dài, Mangwin, 1981, TIA 266. Sự sáp nhập vùng đất Cam Ranh vào lãnh thổ của nhà Nguyễn vào năm 1653 đã đưa vương quốc Champa vào thế cô lập trong một khu vực địa lý rất là eo hẹp, tập trung bốn khu vực sau đây: Phan Rang, Phan Giang, Praong, Long Hương, Parik, Phan Dí, và Pa Hai, Phan Thiết 61. IV. Tình hình Champa năm 1653 đến năm 1771. Nhà Nguyễn tìm cách đặt nền đô hộ ở Champa. Sự suy yếu của chúa Trịnh ở miền Bắc vào đầu hậu bán thế kỷ thứ 17 đã giúp chúa Nguyễn được rảnh tay để thực hiện chính sách bành trướng lãnh thổ của mình về phía nam. Theo gia định thống chí 62, suốt thế kỷ thứ 17, nhất là trong thời chiến tranh Trịnh Nguyễn, một số người Kinh nghèo đói đã chạy sang định cư ở các vùng Bà Rịa và Biên Hòa. Một số khác gồm những thành phần bị khai trừ, đào ngũ, lần lượt nối gót nhau chạy sang miền Nam lánh nạn hay tìm cách sinh nhai. Sự hiện diện đông đảo của dân cư người Kinh ở miền Nam thuộc lãnh thổ của Campuchia đã giúp chúa Nguyễn có cơ hội bước sang một giai đoạn mới trong chính sách Nam tiến của mình. Vào năm 1658, tức là 5 năm sau ngày thất thủ của Kothara, Nha Trang, vào 1653,
Chúa Nguyễn lợi dụng sự biến động chính trị ở Vương quốc Campuchia để xuất quân xâm chiếm biên hòa 63 và bắt đầu tìm cách đặt quyền đô hộ của mình lên Vương quốc láng giềng. Tiếp theo đó, Chúa Nguyễn không ngừng nhúng tay can thiệp vào nội bộ của Campuchia và nuốt gặm lần hồi lãnh thổ của Vương quốc này 64. 61 DNNTC, quyền 12, TA 410, 62 gia định thành thông chí Paris, 1863 TA 2, 9, 10, 135, GDTTC, tập trung, Sài Gòn, 1972 TA 29, 63 Macphun và Podama, 1984 TA 285.64, Macphun, 1981, Khin Sóc, 1975 A. Dauphin Munier, 1961 M. Guito, 1957 A. Leclerc, 1914 D. Chandler, 1973. Sự chiếm cứ biên hòa của nhà Nguyễn vào năm 1658 đã đưa Vương quốc Champa vào địa thế rất là nguy hiểm. Vì sau năm 1658, Champa có một biên giới chung với lãnh thổ của Chúa Nguyễn không những ở phía Bắc Cam Ranh mà cả phía Nam Sài Gòn. Kể từ đó, Champa trở thành một khu vực chia cắt lãnh thổ của Chúa Nguyễn làm đôi. Bối cảnh địa dư này đã trở thành một mối đe dọa nặng nề cho sự sống còn của Champa. Một vương quốc chỉ có vài ngàn quân lính phòng thủ so với lực lượng quân sự hùng hậu của nhà Nguyễn. Sau mỗi lần chiếm đoạt đất đai Champa, Chúa Nguyễn phải bỏ ra nhiều năm để khôi phục hệ thống tổ chức hành chánh và đồng hóa dân tộc Champa trong các vùng bị chiếm đóng. Sự kiện này giải thích tại sao việc chinh phục vương quốc Champa lại kéo dài hàng thế kỷ. Một khi không có cơ hội để gây chiến tranh, Chúa Nguyễn lại tìm cách nối lại sự giao hảo với Champa. Mặc dù Chúa Nguyễn dư biết là vương quốc này không bao giờ chấp nhận láng giềng miền Bắc chiếm đoạt đất đai của mình 65. Nhà Nguyễn đặt nền đô hộ vào năm 1692. Theo biên niên sử Việt Nam 66, vào 1692 vương quốc Champa tiến quân nhằm thâu hồi lại thánh địa Kothara bị thất thủ vào năm 1653. Để trả lời cho thái độ khiêu khích này, Nguyễn Phúc Chu xua quân tấn công Champa. Bắt được quốc vương bà Chanh Po Sao trong biên niên sử Chăm, đưa về Quảng Nam làm tù binh 67. 65 G, Boy Slayer, 1963, TA 376. 66 DNTLCB, tập 1, quyền 8, TA 147-151, DNNTC, quyền 12, TA 7, Phan Khoang. 1861, TA 217, 389, Lê Thanh Khoi, 1955, TA 265, Phạm Văn Sơn, 3, 1953, TA 293, G, Boy Slayer, 1963, TA 376-377, Podama, 1978, TA 135. 67 thư của M. Ferrer viết vào ngày 4 tháng 2 năm 1694 tại Phú Yên cho rằng, vua Siampa tức là Champa thời đó không có cách nào chống lại Chúa Nguyễn. Vì rằng vua Siampa Champa bị bắt làm tù binh không. Sau cuộc chiến thắng này, lãnh thổ Champa hoàn toàn lọt vào tay của nhà Nguyễn. Kể từ năm 1692, Nguyễn Phúc Chu đổi tên danh xưng Chiêm Thành Champa thành Trấn Thuận Thành và thành lập một phủ Bình Thuận tập trung những cư dân người Kinh sinh sống tại Vương quốc Champa nhưng trực thuộc triều đình nhà Nguyễn. Sau đó nhà Nguyễn chia Trấn Thuận Thành thành ba khu vực hành chánh Phố Hải, Phan Dí, Phan Giang và ra lệnh cho ba vị tướng lãnh đạo đoàn quân viễn chinh của nhà Nguyễn ở Champa mỗi người cai trị một trong ba vùng này. Một tháng sau, Nguyễn Phúc Chu phong chức khám lý cho kế bà tử Po Sakayaradeyperty trong biên niên sử Chăm, em của vua bà Chanh, Po Sao, bị bắt làm tù binh, để quản trị Trấn Thuận Thành 68. Để trả lời cho cuộc xâm lược của nhà Nguyễn, nhân dân Champa khơi dậy phong trào đấu tranh giành độc lập.
Tháng 12 năm Quý Dậu 1693, đánh dấu cho sự vùng dậy của nhân dân Champa nhằm giải phóng vương quốc này ra khỏi ách thống trị của nhà Nguyễn 69. Trước làn sóng đấu tranh của nhân dân Champa vào 1693 và với sự can thiệp của vua kế bà tử Po Sakayaradeipati, chúa Nguyễn quyết định vào tháng 8 năm Giáp Tuất 1694, hủy bỏ phủ Bình Thuận vừa thành lập vào năm 1692 và chấp nhận tái lập lại vương hiệu cho Trấn Thuận Thành, danh xưng mới mà biên niên sử Việt Nam thường dùng để gọi vương quốc Champa cho đến 183.270. Vào tháng 11 cùng năm 1694, kế bà tử Po Sakayaradeipati được nhà Nguyễn phong chức là Trấn Vương Thuận Thành để cai trị vương quốc Champa với điều kiện là hàng năm phải dâng lễ cống cho nhà Nguyễn 71. Biết ngày nào được thả về, trong khi đó vương quốc này đang nằm trong tay của chúa Nguyễn, MEP, Vol. 737, trang 741. 68 Manervilet, 1775, Tia. 447, G. Boyslayer, 1963, Tia. 140, 69 The NTLCB, tập 1, quyển 8, Tia. 147 đến 151, The NNTC, quyển 12, Tia. 770 The NTLCB, tập 1, Tia. 147 đến 151, The NNTC, quyển 12, Tia. 771 The NTLCB, tập 1, Tia. 147 đến 151, The NNTC, quyển 13, Tia. 7. VSY, Tia. 31. Xem thêm Phan Khoang, 1969, Tia 389, Lê Thanh Khoi, 1955, Tia. 265. Sau khi trả lại nền độc lập cho Champa vào năm 1694, chúa Nguyễn khẳng định quyền tối thượng của mình đối với người kinh cư ngụ tại vương quốc này ngày càng đông đảo, mà trước năm 1692 họ là nhóm người đặt dưới quyền cai trị trực tiếp của chính quyền Champa. Theo lời tường thuật của một nhà truyền giáo Tây Phương 72, trước năm 1692, vua Champa có quyền tối thượng ngay cả quyền xử trảm những cư dân người Kinh sinh sống trong lãnh thổ của mình, nếu họ vi phạm luật lệ của quốc gia này. Sự ra đời của Phủ Bình Thuận vào năm 1692. Nhằm bảo đảm sinh mạng cho cư dân người Kinh sinh sống ở Champa, chúa Nguyễn quyết định thành lập một Phủ Bình Thuận vào năm 1692 trên lãnh thổ của vương quốc Champa. Phủ Bình Thuận là một đơn vị hành chánh rất đặc biệt. Về mặt đất đai, Phủ Bình Thuận bao gồm các làng mạc người Kinh ở Hàm Thuận vùng Phan Thiết ngày nay, nơi có trụ sở của Phủ, các làng mạc người Kinh ở An Phước phía Tây Phan Giang, nơi có trụ sở của huyện, các làng của người Kinh thuộc khu vực Hòa Đa, phía Đông Phan Dí, nơi có trụ sở của huyện, cộng thêm các làng mạc khác của người Kinh nằm rải rác trong nội địa của lãnh thổ Champa. Chính vì thế, Phủ Bình Thuận không có lãnh thổ thống nhất vì các làng, các ấp cũng như những đất đai canh tác của người Kinh phụ thuộc vào phủ này không tập trung vào một khu vực nhất định, nhưng lại nằm rải rác trên lãnh thổ của vương quốc Champa thời đó 73. G. Morer, I. 1883, Tia. 488, E. Emonier, 3. 1904, Tia. 777, Phạm Văn Sơn, 3. 1959, Tia. 294, Nguyễn Đình Diệm, 1970, Tia. 240, Lê Ngọc Trụ và Phạm Văn Luật, 1969, Tia. 45, Pô Đa Ma, 1978, Tia. 137, 72 Đờ Choi Di, năm 1685 đến năm 1686, Tia. 254 được trích dần bởi Di. Boyslayer, 1963, Tia. 376, 73, The NNTC, quyển 12, Tia. 41. Những tài liệu Hoàng gia Champa bằng chữ Hán và chữ Cham năm 1702 đến năm 1810, 74 mang ấn tín của Phủ Bình Thuận đã chứng minh rằng sau năm 1702,
nhà Nguyễn đã đặt một cơ cấu hành chánh trên lãnh thổ Champa nhằm quản lý trực tiếp cộng đồng cư dân người Kinh sinh sống tại vương quốc này. Chính vì thế, kể từ năm 1694, người Kinh không còn lệ thuộc vào vương quốc Champa nữa mà chỉ lệ thuộc vào các quan lại của nhà Nguyễn quản lý phủ Bình Thuận. Các quan lại này có thêm quyền can thiệp với các cấp lãnh đạo Champa để bênh vực quyền lợi người Kinh mỗi lần xảy ra sự tranh chấp ở vương quốc này. Sau ngày hình thành phủ Bình Thuận trực thuộc vào triều đình chúa Nguyễn, Champa không còn là một vương quốc thống nhất về đất đai nữa, mà là một quốc gia có lãnh thổ bị chia xén thành mảnh vụn như tấm da beo, peau de leopard, một thành ngữ thường được sử dụng để miêu tả hình dáng chính trị địa lý của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Ngày ra đời của phủ Bình Thuận trên lãnh thổ Champa vào năm 1694 càng làm kích thích thêm bao sự tranh chấp, tố tụng giữa nhân dân Champa và người Kinh thuộc phủ Bình Thuận, nhất là cư dân người Kinh thường hay đặt mình vào thế mạnh hơn vì có sự che chở của những quan lại của nhà Nguyễn ở phủ Bình Thuận. Trước tình hình nguy biến này, Po Sakai Ray Deputy đề nghị với Nguyễn Phúc Chu vào tháng 9 năm Nhâm Thìn 1712, 7 năm một thỏa ước để giải quyết những vụ tranh chấp giữa nhân dân Champa và người Kinh sống tản mát tại vương quốc này. Theo thỏa ước, nếu có sự tranh chấp giữa người Kinh và người dân Champa, thì phải có sự phán xét chung của một ủy ban tổng hợp gồm có quan lại của Champa, quan cai bộ và ký lục của phủ Bình Thuận. Nếu có sự tranh chấp giữa người dân Champa thì chính quyền của Champa có trách nhiệm giải quyết. Nếu có sự tranh chấp giữa 74 tư liệu Hoàng gia Champa PB, La Phong, Chen Chi Chao, Nguyễn Trần Huân, Po Dama, 1984. 75 DNTLCB, tập 1, TA. 175, Phan Khoang, 1969, TA. 392. Những người Kinh trên những khu đất thuộc về phủ Bình Thuận thì do thẩm quyền của phủ này xét xử. Mặc dù Po Sakai Ray Deputy tìm mọi cách để duy trì chủ quyền đất đai của mình, nhưng vị thủ lĩnh này không thể ngăn cản được sự bành trướng làng mạc của người Kinh trên lãnh thổ Champa qua nhiều hình thức khác nhau, như mua bán, đổi trác hay chiếm đoạt bất hợp lệ đất đai của người Cham tại vương quốc này. Và Po Sakai Ray Deputy cũng không tìm ra giải pháp để thoát ra khỏi ảnh hưởng chính trị của nhà Nguyễn. Vào năm 1720, một sĩ quan Pháp của chiến hạm La Galathe 76 cũng đề cập đến vấn đề này và cho rằng chúa Nguyễn đặt cả vị cố vấn chính trị và quân sự người Kinh trong triều đình Champa thời đó. Sau ngày từ trần Po Sakai Ray Deputy vào năm 1727, dân chúng Champa vùng dậy vào năm 1728 chống lại quyền lực của nhà Nguyễn tại vương quốc này. Tuy nhiên sự nổi dậy cũng không ngăn chặn được sự phát triển ngày càng mạnh về quyền lực chính trị và kinh tế của người Kinh sống ở phủ Bình Thuận 77. Đặt dưới quyền che chở quan lại của chúa Nguyễn, người Kinh ở phủ Bình Thuận bắt đầu phát động một phong trào mới nhằm tăng cường năng suất trong lãnh vực kinh tế và nhất là phát triển mạnh mẽ nghề cho vay nặng lãi không những cho dân bản xứ Champa mà cả quan lại hay quốc vương Champa thời đó. Với chỉ số tiền lời hơn 150% một năm, chính sách này đã đưa người dân Champa vay tiền vào con đường bế tắc. Vì tiền lãi quá cao, dân Champa không có phương tiện để trả cho chủ nợ. Thế là người Kinh cho vay có quyền tịch thu đất đai và tài sản của họ. Nếu chưa đủ vốn, người Kinh bắt cả con cái hay cha mẹ của họ để làm tôi tớ trong một định kỳ nào đó 78. Đối với người Kinh ở Phủ Bình, 76 Manervilet, 1775, TA. 447, G. Boyslayer, 1963, TA. 140, 77 de Flory. MEP, Vol. 739, TA. 600, Po Dama, 1978, TA 40. 78 xem tài liệu Hoàng gia Champa, 1984, hồ sơ 3-65. Thuận, đây là phương cách hợp lệ vì có ghi rõ trên bản hợp đồng vay mượn. Nhưng đối với người dân Champa, đây là một vấn đề không thể chấp nhận được. Vì phong tục tập quán của họ ngăn cấm mọi việc chuyển nhượng hay buôn bán những bất động sản hoặc bản thân mình cho người nước ngoài, sợ rằng thần linh che chở cho tài sản đó sẽ quả phạt những thành viên trong dòng tộc của họ. Chính vì thế, vấn đề này không mang yếu tố pháp lý nữa,
mà là một vấn đề mang tính cách tín ngưỡng. Sự kiện này đã giải thích tại sao có sự tăng gia gấp bội những vụ kiện tụng hay tranh chấp từng xảy ra giữa hai cộng đồng Kinh và dân bản xứ Champa vào thời đó, kéo theo các phong trào bài trừ người Kinh ở vương quốc này mà biên niên sử Việt Nam thường nhắc đến. Mặc dù phong trào chống người Kinh bùng nổ một cách định kỳ 79, nhưng phong trào này không gây ra một sự đe dọa nào đối với chính quyền Champa hay đối với triều đình nhà Nguyễn thời đó. V. Tình hình Champa năm 1771 đến năm 1799. Cuộc chiến giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Bước vào hậu bán thế kỷ thứ 18, triều đình nhà Nguyễn dần dần đi vào sự suy sụp để nhường lại cho sự ra đời của phong trào Tây Sơn đặt dưới quyền điều hành của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ với mục tiêu khuyến khích nông dân Việt Nam nổi dậy kể từ năm 1771 chống lại chính sách quan liêu độc tài của chúa Nguyễn. Cuộc chiến này đã giúp nhà Tây Sơn làm chủ tình hình trên lãnh thổ do chúa Nguyễn kiểm soát và buộc quân nhà Nguyễn, tức là Nguyễn Ánh phải rút lui về phía nam trong vùng Gia Định để tổ chức cuộc kháng chiến nhằm chiếm lại ngai chúa của mình. 80. 79 NTLCB, tập 1, TA. 209. 80 về lịch sử Tây Sơn, xem NCBLT, nhà Tây Sơn, 1970, SLNTC. 1985 Trần Trọng Kim, 2, 1971 Nguyễn Khắc Viên, 1974. Champa là vương quốc có địa bàn dân cư nằm giữa hai lực lượng Tây